Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dark City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thích mình, hãy cho mình một like, subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tựa game Mafia và nhiệm vụ cướp ngân hàng hôm bữa mà mình chơi dở đây. Chưa, bây giờ mình sẽ làm gì ta? À, điều cái cửa này. Bắt người quản lý hả? Sao bắt cha? Ăn con chuột nó nhanh quá. Khoan, giờ sao? Ủa? Đi lên đây, lên đây. Trời ơi. With me. Down to the vault. I'll do whatever you say. No one needs to get hurt. Think you're pretty big? Beating on the little guy? It's making me feel rich. And the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. Đây. How many guards at the vault? One. You gonna shoot? I don't know. If I see a gun, he gets a bullet. So you tell him to stand down. It's all on you. Bức tranh này là cái thời mà nó xây ngân hàng nè. Mã đáo thành công nè. Everything okay? Manager here is being good and cooperative. We're all doing what we're told, aren't we, buddy? Keep moving. You won't get away with this. Your sort never do. You just worry about yourself. Nó xíu nó chạy cảnh sát về luôn. You wait from high school. You keep your hands where I can see them and tell your guard to do the same. Đi. Lại tranh con ngựa nữa. Lại là bức tranh con ngựa. Remember, when you get to your guard, you tell him to drop his gun. You got that? Listen to me very carefully. I need you to put down your boys. Shoot him. À, ông già. Già đâu rồi? Băng bà gì mày chết. Lấy chìa khóa. À, quản lý này ngon nha. No one else has to die. I don't have to die. Đi vô đây mở hầm. Cái hầm thì chà bá mà cái chìa khóa thì chú quẻn. Ảo thật. Bạn tin được, chìa khóa chú quẻn. Jesus, Mary and Joseph. Cảnh sát tới. Cảnh sát tới. Let's go. Get the money. It's time to go. Mau ra. Má hết đạn nữa chứ các bạn. Chó thật. Con viên à. À. Gắt gì mấy fan. Từ từ thôi.
Bình tĩnh nào. Đây. Ở gần thì một viên. Đợi xíu, đợi xíu. Nó tan, nó tan, nó tan. Khoan, 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 khoan. Ơi, không núp được. Má ơi, chỗ này hẹp quá, núp không được. Thua rồi. Chỗ này hẹp quá. Không được, được. Đạn ở bên đây, máu ở bên đây. Mà chỗ này hẹp quá. Không có chỗ núp. Ok chưa? Mình lấy đạn cái. 6-12. Ok chưa? Còn thứ đó. Đi ra fan ơi. Đổi súng nữa. Rồi súng súng này không 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 thơm đâu. Súng này đi. Còn một quán đường dài. Khỏi ăn máu luôn, chơi luôn. Có máu đây à. Ủa, nó có xe luôn ngon. Lên xe cha, lâu quá. Ghê gà quá. Để anh, để anh, để anh. Ba đồ quỷ. Có chỗ có chỗ thoát không, bên phía bên kia kìa. Đây. Hai xe đúng không? Lên đừng để nó thấy. Đừng để nó thấy, đừng để nó thấy. Ok. We're in now. A Palermo club. Sam's club. Hey, it's empty right now. If you don't know, can't hurt him. Tính ra cướp bằng hàng dễ chứ. Chiếc xe taxi là mình nhớ tới, nhớ nghề quá. Xe này chạy nhanh đó chứ. We're almost there, Tom. We've almost done it. It's still almost, Paulie.
will only have done it once my heart stops trying to beat outside my chest. Get him off the street! Ok, thành công. Quá đẹp. Niệm Phật kìa. We did it. I can't believe we fucking did it. We're loaded. We're loaded. Yeah. Chúng ta vào rồi. For all time's sake. Sure. Nó mừng kìa, bao ly nó mừng. We gotta go. I'll see you tomorrow. Unless I'm halfway to Hawaii. Oh, come on. I'm kidding. Hey, I couldn't have done this without you. I know that. Go home, celebrate with Sarah. Come by my place. Sáng mai ghé chỗ hàng này chắc này bị giết quá. Mình nghĩ vậy á. Yeah, okay. Good luck. Đảm bảo không? Nó sao sao á. Kết thúc chương công việc làm thêm. Giờ tới gì đây? Cái chết của nghệ nhân. Nghệ thuật. Well, look at this. Christ has finally risen. I was getting ready to call the coroner. Sorry. Had a bit of trouble falling asleep is all. Me too. Thanks to you tossing and turning all night. Okay, what'd you do? We're just feeling lucky, Zom. Mm-hmm. Got that right, champ. But I've been thinking. Oh, yeah? I'll call the papers. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing. Sure, you and Polly are suddenly flush and now you want to leave town for a few days? That don't square. What's the point of making a buck if we can't spend it? That ain't it. Nhân này nó hiểu được điều gì đó. You're moving. Even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Polly, you don't even know why yet. But that must be it. You better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Rồi, cuốn tạp chí ở trên bàn. Còn cuốn nữa hả? Sao nhiều vậy? Không, bên đây, bên đây, bên đây. Quá trời rồi. Ở ba anh em nè, Sam nè, Bowley nè, Tommy nè. Keep hanging around, you're gonna end up packing bags. Wow, nhà đẹp chứ. Con cáo à. Nhà không có hàng rào mọi người ơi. Nhà đẹp chứ ha. Tính ra khu này cũng yên bình. Mình thế nào mình nghi bao ly nó có chuyện, nhìn coi giữ một số tiền lớn trong người thế nào cũng phải có chuyện à. Ây da, nó lo nhìn bản đồ.
Để đi thấy cho bao ly coi. Hồi nãy các bạn thấy cái tựa đề không? Cái chết nghệ thuật không? Mình nghiêng bao ly chết quá. Bao xe này chạy nhanh phải 85 rồi. 90 100 km/h luôn rồi. Vãi, xe này chạy nhanh thật. Chạy lết bánh luôn kìa. Các bạn thấy chạy nghệ cả cũ. Nhà bao ly xa vãi. Xe này chạy nhanh thật. Xe này xe gì vậy? Xe Bentley. Logo Bentley. Đây nhà bao ly đây. Hôm bữa tới đây nè các bạn, mình đụng bà già đậu xanh thua luôn. I've been working nights. Guy in the apartment above me was raising hell. Nó làm việc cho ông chùm mà sống khổ như vậy. Rồi, các bạn thấy không? Polly. Cửa mở các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? God, Jesus. Polly chết rồi. Thấy mình nói đúng không? Polly. Ai ta? Ông chùm hết ta? Ông chùm giết hết ta? Đúng không? Mình nghĩ là ông chùm giết á. Coi có lính bắn tỉa không? Á là nghe điện thoại cái nó bắn tỉa nghe khốn lắm. Này phát đạn vào đầu. Oh God. I was calling to warn him. About what? Jesus Christ. I owe you fellas my life three times over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. Ông chùm giết. You gotta disappear. Okay. Ông chùm giết. Okay. I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Meet me at the city gallery. Không, không, không. Yeah, okay. Mình thấy chuyện này sao sao á. I'll see you soon. And thanks, Sam. Mình nghĩ thằng Sam mới là thằng phản bội á. Thằng Sam mới là thằng phản bội á. Tôi nghi lắm. Bobby, I gotta go. I'm sorry. I'm gonna call the cops. Something ain't right. Someone said it could have been gunshots. Lên xe, lên xe, lên xe, làm gì á? Bên cây. Xe tình bên cây. Xe này chạy nhanh thiệt. Tính đổi xe mà thôi. Bốc khói rồi.
Qua đường ẩu trời, qua đường không nhìn. Tàn. Nghĩ có cuộc đấu súng ở đây nữa nè, chứ không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu. Don't move, Tommy. Đó, thấy chưa? Shit. Bị lừa. Hey, Tom. Sam. Mình biết ngay mà. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Polly's. Here's your cut. More than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up. And I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on? You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too. Rồi, xong. Don Salieri? Toàn rồi. Tôi nói thế, còn gì nữa? Nói gì rồi? Have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Ai, phải bắt lựa chọn giữa bạn bè và gia đình. But you would have lived a lot longer if you would have just looked over your shoulder from time to time. Bye. Bye. Dễ chết thì sao? Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Dễ chết thì sao? Hả? Đâu có dễ ăn gì được. Phải có cuộc đấu súng chứ đâu có dễ ăn gì được. Mày đâu rồi? Má ơi, bắn ba viên mới chết. Nó đây nè. Khốn kiếp. Sam. Business is business, Tom. I know that you, out of all of them, know that. Nó hết tất mình kìa. No more you friends. You know what to do. Ở đây. Hai đứa. Nó chơi shotgun luôn. Dễ ăn tao lắm. Má mình ngu thiệt tiên, mình chạy lụm súng làm gì trời. Các bạn thấy nhìn đồ họa đẹp ha. Nhìn cái ánh gương ở phía sàn đồ cái thứ. Với mấy cái ánh sáng nó chiếu vào. Mặc dù nó không có cái ray tracing mà mình thấy đồ họa đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Nè. Nè, cái ánh sáng này các bạn thấy không? Đó, đó đó, đây nè, ánh sáng ngay chỗ này nè. Mặc dù không có ray tracing đấy.
mà nó đẹp vậy đấy. Ủa? Chưa, ai bắn hả? À, nó đứng trong đây nó bắn hèn chi. Nãy chết ngu rồi đúng rồi. Đứng ở đây bắn mình nào. Kìa, nó cầm thâm sinh. Đó. Thôi không có liệu các bạn. Hát công trở lại. Ê, trở lại thiệt rồi. Nó đưa mình vô cái góc kẹt ngay chỗ này nè. Chạy đâu được đâu. Xanh lắm. Không sao. Vừa hết đạn luôn. Hai đứa. Ừ, thì ra thằng Hải nó chọc bom lửa. Thằng này nó đâu có cho núp đâu. Trong đây có tạp chí gì không? Có bom lửa. Máu không? Không có máu. Chỉ có bom lửa thôi. Có cuốn tạp chí ở đây nè. Bây giờ mình phải giết ông chùm hả ta? Kìa. Tao đâu có ngủ. Đẹp phải các bạn. Nhìn nè. Ánh sáng nè các bạn thấy không? Đẹp vãi. Ê. Bình tĩnh. Còn đứa nữa kìa. Cái gì đằng ngay cửa sổ hả ta? Muốn tạp chí hả ta? Tạp chí máu nè. Còn bắn thử cái này coi. Oh. Nó vẫn quay đầu. Nó vẫn phản ứng này nè, mặc dù không đẹp mắt lắm. Bắn gì sao lại ba. Ảo tưởng thôi, ngốc. Wow, không á, đông đấy. Bên đây nữa. Má đông á, ba đứa, ép góc mình.
Từ từ, ba đứa hết góc. Má chậm. Tính nấp rồi chứ. Ba đứa nó hấp gì? Phải làm sao đấy? Ba thằng quỷ. Ê, đợi xíu hay ra. Thì gã nó đợi mình. À, mình có bông lửa rồi, phải không? Ở đây hai đứa lận. Có một viên à. Má nè. Phải. Đau lòng quá đi. Enter. Đậu xanh. Đúng là ném bất ngờ thiệt. Cuốn sách gì đây? Ui, nó không có hiệu ứng vật lý ha. Đi tới sẽ bị ép góc. Má ơi, các bạn thấy máu nó sạch không? Nhưng mà sao màu đen? Màu đen. Trong này đông lắm. Kìa, ba đứa luôn. Cứ chơi cái trò bơm lửa. Khốn nạn. Có súng không? Đầy đạn à, 7-21 à. Kìa. Các bạn không bắn được đâu. Theo phân cảnh là mình nghĩ là cứ rượt nó tới nơi cao nhất. Đâu, có lính nữa không? Sao chỗ này trống vắng vậy? Nó nguy hiểm vãi nồi. Phải. Chưa. Ở đây đi không được. Phải. À, mình hiểu rồi, nó sẽ có nhịp. Nó sẽ có cái nhịp cho mình tiếp cận nó. Cái chết nghệ thuật. Nó sẽ có cái nhịp để tiếp cận nó. Running out of guys yet. Mà nó sẽ ném bơm ngay đây kìa. Salieri was ripping us off. Ripping you off, baby. See? Now
Now you're done! Make way! Gonna take you down! Nói đồng vải. Hãy chơi bom lửa nữa. Mình nó đi bên kia. Rớt khẩu súng liền. Chúng đạn rồi, chúng đạn rồi. A lucky shot, Tom. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put them down, boys. Hey, over here! Bắn ngay cái đầu luôn mà nó không chết, ảo thật. Để mình đổi súng. Ok, ok. Lại là chơi con lửa nữa. Ôi. Viên. Con này thích chơi bom lửa quá. Đi đâu ta, đi xuống hả ta? Thấy trang trí đẹp ha. Ném bơm xong. Xong rồi đó. Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn, she's never gonna stop looking for you. But you let me live, I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Only he'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. But the dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. Là sao? So Salieri, một nhóm lên đường. He sent out a crew. Christ. Các bạn thấy cảnh này đẹp không? Hey, mình chụp lấy cảnh này cái. Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl. Sổ sổ nè, sổ sổ nè, bắn cho phát nè. Càng sổ càng bị bắn nè. Not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, and Polly. Nói nhiều. Rồi, nghĩ là tập sau đi giết ông trùm á.
những tờ đô la đã bị vấy bẩn. Mình sẽ xem cái hoàn cảnh này nữa ha. Tôi thông cảm với hoàn cảnh của anh Tom mà. Và tôi rất muốn giúp vợ con anh, nhưng tôi không thể làm được gì trừ khi anh sẵn sàng đứng ra làm chứng trước tòa. Anh hiểu điều đó chứ? Anh sẽ phải ngồi trên cái ghế ấy. Tức là mình không thể trốn chạy được. Nhìn chằm chằm vào Salary, Raphael, Vinny, có lẽ là bố của Sarah nữa. Nói thật thì tôi không nghĩ anh có gan làm chuyện đó. Tôi sẽ làm những gì cần làm, nhưng ông phải cho gia đình tôi một danh tính mới và đưa họ đi thật xa khỏi đây. Khoan, từ từ nào. Còn cả một chặng đường dài giữa việc chúng ta ngồi đây tán gẫu và chuyện Sarah được ngủ ngon. Vậy thì tôi rất xin lỗi đã làm phí thời giờ của ông và cả tôi nữa. Tôi phải rời khỏi thành phố. Nhà này Tom, tôi cũng có gia đình. Một vợ và bốn con trai. Phải, bốn đứa. Kinh đấy. All Irish twins. Yeah. Nỗi sợ hãi, một trong số họ sẽ đã ra đi trước mình. Nhưng vụ này nó sẽ là một trong những vụ án lớn nhất. Thành phố từng chứng kiến. Nó có thể kéo dài hàng năm. Và tôi không biết liệu mình có khả năng bảo vệ anh lâu đến mức ấy hay không. Rất khó khi mọi chuyện ngoài kia cứ như thế. Ai cũng phải ăn thôi đúng không? Cả là cấm bẩn. Chỉ là trải lòng thôi mà. Có vài sĩ quan tôi có thể tưởng được ở trong thành phố, nhưng không nhiều. Nếu kết quả phụ thuộc chuyện là anh hay tôi phải ăn đạn, thì tôi sẽ không để vợ mình trở thành người phụ đâu hả? Bởi vì chỉ sống cho anh chăm sóc cũng không hẳn phù hợp. Nhưng đây là toàn bộ sự nghiệp của ông. Ông đặt cả vào chuyện này. Bất kể kết cục của tôi có ngã ngủ như thế nào, dù tôi sống hay chết, ông cũng sẽ phá được vụ án Morillo và hạ bệ ông Trump. Salieri sẽ trở thành di sản của ông. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. Hồi xưa làm taxi đi. Ham giàu làm gì? Giờ hối hận chưa? 1951. Ồ, đám cưới các bạn. Đám cưới của ai ạ? A long time ago. Đám cưới của ai ạ? Các bạn biết gót chân của Aichi là gì không? Đó là điểm yếu của một người. Gia đình là gót chân của Aichi, nói đúng rồi đó. Đó giờ là điểm yếu lớn nhất của người đó. À, Tommy lúc về già. Vì tất cả những điều mà tôi làm dù tốt hay xấu. Tôi bắt vậy á. Tôi đều làm vì gia đình của mình. Tôi đã quay lưng lại với những người mà tôi nghĩ họ là bạn bè của mình. Không chậm cả. Những lời hứa dù khó khăn đến mấy tôi cũng đều thực hiện. Tôi đã dành 8 năm để chấp nhận cảnh cô hoàn toàn cô độc. 8 năm mà. Cố gắng tìm lại bản thân mình để tôi có thể về nhà. Tức là mặc dù nó giúp phá án nhưng mà nó vẫn bị chịu tù 8 năm. Là một người chồng tốt hơn. Một người cha có trách nhiệm hơn. A better man. Con người lương thiện hơn. Now that I'm bây giờ, vì tôi đã già hơn nhiều và cũng không khôn ngoan thêm một chút, nên tôi hiểu gia đình là điểm yếu lớn nhất. Nhưng đó cũng đồng thời là sức mạnh vĩ đại nhất của chúng ta. Nó giúp chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng. Nó cho phép chúng ta theo đuổi những giấc mơ của mình, cả khi chúng ta hơi khó nắm bắt. Rồi rồi, có điểm rồi các bạn. Đi giết nào.
Rồi xong rồi đó. It keeps us from falling over. Thấy có điểm rồi đó. Mr. Angelo. Angelo là ai? Angelo Tommy hả? Yes. Mr. Salieri sends his regards. Tommy! That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember. Anh nhớ rằng that money, tiền bạc, jobs, công việc, even best pal, thậm chí là những người anh em thân thiết nhất cũng sẽ đến rồi đi. Nhưng còn gia đình mới là mãi mãi. Cái kết đúng nghĩa luôn hả bạn? Không có kết đẹp nhưng mà cái kết này đúng á. Ủa mình tưởng còn một tập nữa chứ, còn một tập đi giết cầm chùm nữa chứ. Ai về tập này tập cuối rồi. Ok, vậy thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay để mình like, subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye.